bản mới Hoa Khai Mộ Dung. Môn phái mới Mộ Dung, kiếm chỉ giang hồ Hoa Khai Mộ Dung. Đặc tính: nội công cận chiến, tuyệt kỹ đấu trưởng tinh vi. Phó bản 10 người, Minh Thánh kỳ trận, thập nhân đồng hành, tung hành phó bản. Tính năng mới: chân võ, đột phá cảnh giới tu hành. Hệ thống gia viên đặc sắc: kiến thiết biệt viện, tình mãn gia viên. Thời trang, thú cưỡi mới, tự do lựa chọn, đột phá ngoại hình. Tân Thiên Long Mobile PNG, tuyệt tác kiếm hiệp Kim Dung, tải ngay trên Google Play hoặc App Store.